Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chữa phần ngữ pháp trong đề thi GLPT N2. Chúng ta sẽ đi vào môn đài đầu tiên là môn đài 7. Môn đài điền ngữ pháp còn khuyết thiếu, câu số 31 này. Terebi no ushiro gawa wa sugu hokori gì đó ni natte shimau kiri ju gurai và darake. Thì ở đây rõ ràng các bạn thấy đằng trước là từ hokori là bụi, thì chúng ta sẽ phải chọn đáp án đúng là mấy? 4 đúng nhỉ, darake có nghĩa là toàn là bụi. Ở phía sau của cái tivi ấy thì ngay lập tức là trở nên toàn bụi là bụi. Kiri là chỉ này, Jiu là có thể là chữ chung có nghĩa là suốt, Gudai là cỡ khoảng, đều không phải đi vệ từ hokori này. Câu số 32, A nói này, Ne ashita yoji ga aru te itte ta kedo party ni wa korare so. Này, ngày mai ấy, cậu đã nói là cậu có việc bận à, vậy thì, nhưng mà có vẻ là cậu vẫn có thể đến được bữa tiệc nhỉ. Và B nói là Yoji ga nanji ni owaru ka wakaranai da yo, tớ không biết là việc của tớ là mấy giờ mới xong. Ikeru tabun tochu kara ni naru to omou. Ở đây các bạn thấy ngữ pháp, các bạn thấy có cái từ ikeru, các bạn sẽ, nhiều bạn sẽ chọn là hai, mononara là nếu có thể. Nhưng mà ngữ pháp mononara là nếu có thể thì đằng sau nó phải có một cái động từ lặp lại nữa. Ikeru mononara ikitai. Nếu mà có thể đi thì tôi sẽ muốn đi. Nhưng ở đây không có, vậy chắc chắn các bạn sẽ phải loại đáp án số 2. Đúng nhỉ? Karate. Nó viết từ karate là nói với là vì vậy, không phải này. Còn dokoroka và toshitemo thì dokoroka là gì nhỉ? Đâu mà, đúng không? Không những không. Đấy. Thì ở đây dịch vào cũng không đúng. Ở đây đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án số 4. Toshitemo có nghĩa là cho dù. Cho dù có thể đi được đi chăng nữa ấy. Đấy, thì không phải là tớ vào được ngay từ đầu đâu, mà phải giữa chừng, nửa chừng bữa tiệc tớ mới đến được. Ý của câu này là như vậy nhá, diễn tả cái quan hệ nghịch. Dù có thể đến đấy được, dù có thể đi đến đó được, nhưng mà phải giữa chừng tớ mới vào được. Do vậy đúng phải là số 4, không phải là dokoroka, không diễn tả cái mối quan hệ nghịch. Câu số 33. X社 wa atarashi jigyo o hajimeru. Genzai sha-in o boshu shite iru. Công ty X ấy bắt đầu cái sự nghiệp, cái công việc mới. Đấy, cái sự nghiệp mới hiện tại là đang tuyển nhân viên. To suru to là đúng, được dùng để giả sử giả định. Ở đây lại dùng là thể te iru là đang điều đó rồi, đúng không? Do vậy là điều này là loại nhá. Ni atatte là dịp. Đấy. Rất là hợp lý, bởi vì là đằng trước là một cái gì nhỉ? Một cái sự việc mang tính chất có ý nghĩa to lớn trọng đại, là một điều tốt đẹp, đúng không? Thì có thể là hai sẽ đúng này, chúng ta xem các câu còn lại. Karaniwa là một khi. Một khi thì phải. Ở đây là một cái sự việc diễn ra trong thực tế chứ không phải là một mối quan hệ mang tính chất nguyên nhân kết quả. Đấy, do vậy là chúng ta sẽ không chọn đáp án 3. Nodatara nó chính là dạng thường của nonara, nếu mà. Ở đây là dùng teiru là sự việc đang diễn ra rồi, do vậy đây chúng ta phải chọn đúng là 2. Niatate có nghĩa là công ty X ấy, dịp mà nó bắt đầu một cái công việc, một cái lĩnh vực mới ấy, đúng nhỉ? Hoặc là nhân dịp. Đấy, hoặc là hiện tại là đang trong cái giai đoạn đó thì nó đang tiến hành tuyển nhân viên. Câu số 34. Watashi wa piano hiku koto ga suki. Suki tamaranai. Ga ga ni ni de de và wa wa. Ở đây các bạn có tamaranai, ngữ pháp sẽ là thể t cộng với tamaranai có nghĩa là cực kỳ. Đấy, cực kỳ hoặc là không thể chịu đựng được cái điều đó. Thì ở đây các bạn thấy là suki là tính từ đôi na, do vậy là chia sẽ là de. Do vậy đáp án đúng đây là đáp số 3. De de nhá. Thực ra là nó chỉ là bình thường ấy, chúng ta hay dùng cái dạng thức là một lần thôi, ví dụ suki de tamaranai, thích không chịu được. Đấy. Nhưng mà ở đây là nó nhấn mạnh dùng hai lần. Tôi ấy thì cái việc chơi piano ấy thì tôi thích không chịu được, không cưỡng lại được. Còn ga ga ni ni wa wa đều là gây nhiễu, không đi kèm với tamaranai. Ở đây cái hinto của chúng ta là tamaranai. Câu số 3 là hinto là cái này. Bắt đầu sự nghiệp mới. Câu số 35. Ở trên điện thoại nói này, nói chuyện này. Tanaka nói là ne ashita no ibento no junbi owata. Này, cái việc chuẩn bị cho sự kiện ngày mai đã xong chưa?
Bạn Kogawa mới nói là Mada owatte nai kedo ma daijoubu da yo. Chưa xong. Thế nhưng mà tớ nghĩ là ổn thôi. Bạn này mới nói này. Kogawa no dakanteki na seikaku ga urayamashi yo. Tớ rất là ghen tị, gato với cái tính cách lạc quan của Kogawa, tức là của bạn nghe này đấy. Vậy thì ở đây là phải điền sonnani, annani, soyu hoặc là ayu. Chắc chắn là chúng ta sẽ loại được a đúng không? Bởi vì là sao? Bởi vì là đang nói về người nghe thì sẽ không thể dùng a được, a là người khác, một người xa cả hai người. Vậy đây phải dùng so. Vậy còn sonnani và soyu thì ở đây các bạn thấy là Kogawa no dakanteki na seikaku là một danh từ đúng nhỉ? Vậy thì phải dùng cái dạng bổ nghĩa đấy là soyu. Đúng là ba nhá. Đấy. Tớ rất là gato với lại người có tính cách lạc quan như thế, như Oawa đấy. Còn sonani nó là dùng dạng sonani thì đằng sau nó phải là, nó phải là gì nhỉ? Nó phải là một mệnh đề hoặc là nó phải là một động từ tính từ, nhưng đây đằng sau đây là một danh từ. Người ta ghen với lại người như thế này, do vậy phải dùng soyu để ghép nối với lại danh từ phía sau. Câu số 36. Nichiyobi ni okonawareta marathon daikai ni ototo ga sanka shite 10 kilo no kosu wo 45 fun de. Em trai tôi ấy đã tham gia vào cái hội thi marathon được tổ chức vào chủ nhật. Cái đường chạy 10 cây số chạy trong 45 phút. Nào. Hashiri kita là chạy hết, chạy toàn bộ. À có vẻ như đúng đúng không? Hashiri hajimeta đã bắt đầu chạy, thì không có đã bắt đầu chạy trong 45 phút nhá. Ở đây trong 45 phút này thì phải là chạy xong, chạy hết. Do vậy là chúng ta loại đáp án số 2. Hashite bakari toàn chạy. Te bakari nó dùng để diễn tả những hành vi mang tính chất tiêu cực, không tốt lặp đi lặp lại, nhưng mà đây không phải mang tính chất như thế. Loại 3. Hashiru yo ni suru là cố gắng chạy. Cố gắng chạy nếu như diễn tả một thói quen hàng ngày thì đúng, nhưng mà đây là một sự việc đã diễn ra trong quá khứ một lần. Và thứ hai nữa lại dùng cái dạng gì nhỉ? Dạng động từ veru là không phải, bởi vì là đã xảy ra rồi. Như vậy chúng ta loại 4. Như vậy đúng ở đây sẽ là đáp án số 1, chạy hết toàn bộ cái đường chạy 10 cây số trong 45 phút. Tiếp theo, câu 37. Kodomo no koro kaisuyoku ni iku mae no hi wa itsumo dou ka ashita wa ame ga gì đó to inori nagara nete ita. Cái thời còn bé ấy, cái lúc mà còn nhỏ ấy, thì những cái ngày mà trước cái chuyến đi tắm biển thì tôi luôn luôn vừa cầu nguyện như thế nào đó, vừa ngủ nhá. Đấy, tức là tôi cầu nguyện và tôi ngủ. Làm ơn ngày mai mưa, chắc chắn là ngày mai đừng mưa, không mưa thì đúng, phải là đáp án số 2 đúng nhỉ? Furimasen yo ni, ngữ pháp là vemasu yo ni, có nghĩa là mong cho, ví dụ gokaku dekimasu yo ni, mong cho đỗ này. Đấy, shippai shimasen yo ni, mong cho không trượt, thì đây là mong cho không mưa. Thì ở đây một câu cầu chúc có inori thì phải là đáp án số 2. Các đáp án còn lại không phải là cầu chúc đúng không nhỉ? Ví dụ câu số 1, furu koto wa arimasen là không có cái việc mưa, không phải. Không mưa cũng được, rồi thì liệu rằng là không mưa hay không, vân vân đều là gây nhiễu, không phải nhá. Đúng phải là 2. Câu số 38. Suzuki senshu wa amatsua jidai ni nando ka kono taikai ni shuchujou shite ita ga puro no senshu konkai ga hajimete no shuchujou da. Cái vận động viên Suzuki ấy, thì cái thời amateur, cái thời tay ngang, cái thời không chuyên, đã tham gia cái đại hội này nhiều lần, một vài lần rồi, nhiều lần rồi. Đây là một cái vận động viên chuyên nghiệp thì đây là lần đầu tiên. Vậy chắc chắn là trước hết là chúng ta loại được ngữ pháp 3 và 4, bởi vì ngữ pháp nitote là được dùng để đưa ra một cái cảm nhận, một cái đánh giá đúng không? Ví dụ như là watashi nitote kazoku ga daiichi, đối với tôi là gia đình là số 1 chẳng hạn, thì dùng nhá, nhưng đây không phải là đánh giá như vậy. Do vậy là sai, ở đây là một cái lập trường, một cái tư cách, do vậy dùng toshite. Vậy toshite mo hay là toshite wa? Ở đây các bạn thấy đây là hajimete, là lần đầu tiên. Thì lần đầu tiên thì là không phải là diễn tả tính chất lọc, đúng không? Do vậy là chúng ta sẽ loại 2. Toshite mo là dù với tư cách là như thế này. Đấy, vậy thì phải là một cái diễn tả tính chất lọc. Ở đây phải là đáp án số 1, toshite wa.
Có nghĩa là ấy, trước đây là tham gia dạng không chuyên, nhưng mà với nếu là cái tư cách chuyên nghiệp thì đây là đầu tiên nhá. Phải là một. Câu số 39. Naku no gaman gì đó. Gyaku ni namida wa ahure dashita. Gaman là chịu đựng này. Ở đây là khóc. À, ngược lại thì nước mắt tuôn ra rất là nhiều. Chúng ta loại được một và hai bởi vì Kotokara là diễn tả quan hệ nhân quả đúng không? Đấy. Ở đây không phải là diễn tả quan hệ nhân quả giữa cái việc chịu đựng cái sự tức là nín khóc, chịu khóc, chịu chịu đựng cái việc sẽ không khóc này với lại cái việc nước mắt chảy ra. Rồi chúng ta sẽ loại trừ đáp án số 1 và 2 bởi vì Kotokara là không phải. Vậy thì còn 3 và 4. Ở đây bạn thấy có ngữ pháp là bahodo có nghĩa là càng. Vậy thì ngữ pháp của chúng ta là càng chịu đựng thì càng 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 khóc đúng không? Đây phải là đáp án số 3 nhé. Động từ gaman. Gaman suru, do vậy sẽ phải là gaman shiyou to sureba suru hodo, càng cố gắng chịu đựng. Đấy, càng cố gắng không khóc thì lại càng khóc. Câu 4 là shiso ni nareru, có vẻ trở nên đúng không? Chắc chắn là sai rồi. Câu số 40. Oshiireo katazukete itara kodomo no koro ni taisetsu ni shite ita nuigurumi ga dete kita sutete to omotta ga dou shitemo suterare nakatta. Cái lúc mà tôi dọn dẹp cái oshire là cái tủ tường ấy thì nuigurumi là những cái thú nhồi bông, những con thú bông mà tôi rất là giữ gìn hồi hồi nhỏ, nó xuất hiện, nó hiện ra. Tôi đã nghĩ là đấy, tôi đã nghĩ là gì? Vứt đi này, nhưng mà tôi không vứt được. Kuru daro, tê kuru là làm điều gì đó theo hướng gì? Theo hướng là đi rồi về đúng không? Nhưng mà rõ ràng trong trường này là không hợp lý đúng không nhỉ? Không phải diễn tả hướng như vậy, loại này. Tê iru là đang, sai. Aru no ka, tê aru có nghĩa là một sự việc gì đó được duy trì giữ nguyên trạng thái, sai. Đúng ở đây phải là 4 nhá. Teishimau ka có nghĩa là teishimau là làm gì đó một cách quả quyết dứt khoát, làm hết. Tôi đã nghĩ là hay là mình có nên vứt hết đi không, vứt vứt toàn bộ đi không, nhưng mà tôi lại không có vứt được. Câu số 41. Tanaka nói này, kino musuko ga Hiroshi kun ni gì đó arigatou gozaimasu, Hiroshi no haha iye iye. Tanaka mới nói là gì nhỉ? Hôm qua ấy, đấy, con trai tôi gì đó cái Hiroshi-kun này rất là cảm ơn. Mẹ của Hiroshi nói là à không có gì. Vậy thì Hiroshi-kun là người làm cái hành động đấy đúng không? Chúng ta sẽ loại trừ đáp án số 1 bởi vì là ngữ pháp moraeso này có nghĩa là có vẻ có thể. Đây không phải là có vẻ nhá. Điều này đã xảy ra rồi là hôm qua, do vậy là loại 1 2. Còn 3 4 là theta cộng với so có nghĩa là nghe nói à một sự việc đã xảy ra trong quá khứ và chúng ta biết được điều đó thông qua những nguồn thông tin khác nhau thì có thể chọn một trong hai đáp án này. Ở đây các bạn để ý xem trợ từ này, Hiroshi kuni tức là nhận được cái việc đó từ người khác đúng không? Do vậy là đáp đúng phải 3. Asonde morata so de có nghĩa là con trai tôi đã nhận được cái việc chơi, con trai tôi đã được Hiroshi kun chơi cùng, rất là cảm ơn đúng nhỉ? Và mẹ của Hiroshi nói là à, không có gì. Bốn ấy là người 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 cái người đó làm gì đấy cho mình thì trong điều này phải là Hiroshi kun ga mới đúng, nhưng mà đây không phải. Tiếp theo câu 42. Kono egao mite watashi wa imamade kore hodo nanika ni muchu ni gì đó to kange saserareta. Xem cái bộ phim đó ấy thì tôi đã bị làm cho phải suy nghĩ rằng từ trước đến giờ ấy mình đã gì nhỉ? Liệu rằng là mình đã từng say xưa say mê với cái gì đó chưa? Vậy thì say mê với cái gì đó phải dùng động từ naru, muchu ni naru chứ không phải là suru. Vậy thì chúng ta sẽ loại đáp án 3 và đáp án số 4 nhá, không dùng muchu ni suru mà phải là muchu ni naru. Vậy còn 1 và 2, một là naru koto ga aru, veru koto ga aru có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là thỉnh thoảng có điều đó, sai. Đây phải mang nghĩa là đã từng, bởi vì các bạn thấy là có từ imamade từ trước đến giờ. Đấy.
Đáp án đúng là sẽ là số 2 nhé. Nata koto atta daroka. Tiếp theo là bài dấu sao môn Anh số 8. Câu số 1 này. Ryori no omoshiroi tokoro wa yasui zairyo demo ga dekiru tokoro desu. Gochiso kuhu goka na shidai de. Trước hết các bạn thấy này, ở đây là ga dekiru tokoro đúng không nhỉ? Vậy thì đằng trước đây, trước dekiru phải là danh từ. Vậy đây có hai danh từ đấy là gochiso và kuhu. Đấy. Vậy thì có thể là một trong hai này thỏa mãn. Tiếp theo, các bạn thấy có từ goka đúng không nhỉ? Goka là hoành tráng, hào nhoáng, thì chắc chắn là sẽ phải là goka na gochiso, tức là một cái buổi, một cái gọi là mà những cái món khao, những cái món ăn hoành tráng, chứ không ai nói là goka na kuhu, nghe nó hơi fujizen đúng không? Shidai đằng sau là một danh từ. À xin lỗi, đằng trước là một danh từ, có nghĩa là tùy vào cái đó. Vậy thì ở đây kết hợp với dịch nghĩa, chúng ta sẽ phải xếp nghĩa đúng của câu này là mấy nhỉ? Đầu tiên ở đây sẽ là 2. Kuhu này. Tiếp theo là 4. Shidai de. Tiếp theo là 3. Goka na. Và cuối cùng là 1. Gochiso. Đấy, thứ tự đúng như là như thế này. 2, 4, 3, 1. Như vậy các bạn sẽ khoanh đáp án số 3. Câu này có nghĩa là cái điểm thú vị của nấu ăn ấy là cái điểm dù là nguyên liệu rẻ tiền, thế nhưng mà tùy vào cái cừ hư, cái công phu, cái sự lao tâm khổ tứ, vẫn có thể tạo ra những cái món ăn rất là hoành tráng, rất là trông rất là ngon trong mắt, trông rất là xa xỉ. Tiếp theo câu số 44. Tanaka nói với Yamada này. Kino musuko no koko no nyugakushiki dattan desu yo. Là hôm qua ấy là lễ nhập học trường cao trung, trường cấp 3 của con trai tớ. Bạn này mới nói là Tanaka san no ấy desu ka hayai desu ne. Vậy đằng sau no này phải là danh từ. Ở đây có hai danh từ là musuko san và koko se. Thì ở đây Tanaka đang nói đến con trai của mình đúng không? Thì chắc chắn là đằng sau này phải là Musuko-san chứ không thể là Koko-se được đúng không? Đấy. Tanaka-san no Koko-se nghe nó rất là buồn cười. Như vậy ở đây là chúng ta sẽ phải lắp Musuko vào đây là 2 này. Tiếp theo, các bạn thấy đây là desu ka. Đấy, vậy thì đằng trước đây phải là gì nhỉ? Phải là tính từ đuôi y, phải là tính từ đuôi na hoặc danh từ. Thì ở đây chỉ có dạng thỏa mãn là kokose, không thể nào là mo hay là mo desu ka được. Do vậy cuối cùng đây sẽ là 3. Kokose. Đấy. Vậy còn 1 và 4 thì chắc chắn thứ tự phải là gì? À, bình thường là đằng sau chủ ngữ có thể là trợ từ wa, ga hoặc là mo đúng không? Vậy thì đây chúng ta sẽ phải xếp mo trước, 4 là mo và 1. Mo. Tại sao lại là mo? Bình thường các bạn dùng mo với lại động từ veta có nghĩa là đã làm điều đó, thì ở đây là mo ga mo kokose có nghĩa là đã là học sinh cao trung rồi, học sinh cấp 3 rồi. Đấy. Câu này là hỏi nhá. Con trai của Tanaka-san, con trai của chị của anh Tanaka ấy cũng đã là học sinh cấp 3 rồi à? Nhanh nhỉ. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án số 1 đúng không? Mo. À xin lỗi. Đáp án số 4 chứ. Mo không trường âm. Tiếp theo câu số 45. Seikai. Kakoku no kokkai giin senkyo ni okeru touhyou ritsu o seidai goto ni miru to wakai seidai no koto ga wakaru.
Về trước này, nếu nhìn vào cái tỷ lệ bỏ phiếu tại cuộc bầu cử đại biểu quốc hội ở các nước trên thế giới phân theo gồ tôi nghĩ là theo mỗi thời đại đúng nhỉ? À xin lỗi, theo mỗi thế hệ, sedan là thế hệ thì này của thế hệ trẻ hiểu ra cái điều Wagakuni ni kagirazu keiko ga aru tohiyoritsu wa sōtō teki ni hikui. Ở đây các bạn thấy đằng sau no đây phải là gì nhỉ? Đằng sau no phải là danh từ đúng không? Vậy thì ở đây này các bạn thấy là của thế hệ trẻ thì chắc chắn là phải là gì? Phải là ba đúng nhỉ? Cái tỷ lệ bỏ phiếu của thế hệ trẻ như vậy chứ các bạn sẽ xếp ba ở đằng sau này. Tohiyoritsu. Và tiếp theo các bạn thấy cô tổ ga và các sự hiểu ra điều gì đúng không nhỉ? Vậy đằng trước đây là thể thường, thể thông thường. Ở đây có hai thể thường đấy là 2 với 4. Sô tô tê kỳ ni hì cư và kê cô ga a rự. Vậy các bạn lại phải xem tiếp. Sô tô tê kỳ ni hì cư thì đằng sau nó phải là danh từ hoặc là ngữ pháp. Như vậy là chúng ta có thể ghép là sô tô tê kỳ ni hì cư kê cô ga a rự được. Vậy bây giờ nếu các bạn thử ngược lại là các bạn cho gì nhỉ? Các bạn cho gì đây? Các bạn cho hì cư đặt trước cô tổ này và cái a đự đứng trước thì không có a đự sô tô tê kỳ ni hì cư là bị sai nghĩa cũng như là không hợp cấu trúc. Do vậy trước cô tổ đây phải là thể thường là hai kê cô ga a đự. Trước 2 sẽ là 4 đúng nhỉ? Soto teki ni hikui. Như vậy là đã cố định được 3, 4 và 2 thì cái 1 sẽ ở đâu? 1 sẽ là vị trí số 2. 1 là wagakuni ni kagirazu. Đây. Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án số 4. Câu này nó hơi cồng kềnh một chút đúng nhỉ? À, thế câu này chúng ta sẽ dịch như thế nào đây các bạn? Khi nhìn vào cái tỷ lệ bỏ phiếu tại cuộc bầu cử đại biểu quốc hội của các nước trên thế giới theo từng thế hệ thì hiểu ra một điều đấy là gì đây nhỉ? Đấy là cái tỷ lệ bỏ phiếu của thế hệ trẻ ấy. Đấy. Không chỉ là ở nước tôi, tức là không chỉ là ở mỗi nước tôi mà có thể là ở những nơi khác nữa đều có khuynh hướng cái tỷ lệ bỏ phiếu này có khuynh hướng thấp. Có khuynh hướng tương đối là thấp. Câu số 46. Gosai no musume wa watashi to onaji keisatsukan ni naritai to iteiru. Hontou ni shōrai gì đó. Kangekishita. Cái đứa con gái 5 tuổi của tôi nó đã nói là nó muốn trở thành cảnh sát giống như tôi. Betsu toshite sonna koto itte kureta koto ni wa naru ka douka wa. Các bạn thấy nhá, ở đây có kangekishita là cảm kích với điều gì đó chúng ta phải dùng trợ từ ni. Do vậy các bạn sẽ có cái câu số 3 sẽ đứng cuối cùng. Itte kureta koto ni. Đấy. Nào, nói vậy thì nói phải là nói gì đúng không? Vậy thì đằng trước nói gì đó phải là trợ từ hộ. Vậy thì đằng trước đây sẽ là hai. Sonna koto. Còn đáp án 1 là betsu toshite và đáp án 4 là naru kadokawa thì chúng ta có ngữ pháp là wa betsu toshite kadokawa betsu toshite có nghĩa là có như thế không thì là chuyện khác, là chuyện chưa biết. Như vậy là chúng ta sẽ xếp được thứ tự đúng của chúng ta là 4 này. Naru kadokawa và 1 betsu toshite. Đây thứ tự đúng của chúng ta đây.
Câu này có nghĩa là đứa con gái 5 tuổi của tôi nó đã nói với tôi, đúng nhỉ, là nó muốn trở thành cảnh sát giống như tôi. Thực sự thì tương lai có trở nên như vậy không ấy thì là biệt sự toste là chuyện khác. Thế nhưng mà tôi đã rất là gọi là cảm kích, tôi đã rất là vui mừng, cảm động với cái việc mà nó nói như thế, nó nói điều như thế cho tôi, với tôi, bởi vì là bố là cảnh sát đúng không? Đấy, thì con trở thành như vậy thì bố cảm thấy rất là cảm động, xúc động nhá, nên là dùng là te kreta là như thế. Các bạn sẽ chọn đáp án đúng là số 2. Câu tiếp theo, câu 47. Si ai de makete honto wa gì đó hyojo datta no wa tsurai toki koso akaruku toyu no ga kantoku no hoshin dakara da so da. Đằng trước chúng ta đang thấy là gì nhỉ? Thua trong trận đấu này. Đằng sau là cái biểu cảm gì đấy. Xong phía sau là nghe nói. Nghe nói là bởi vì phương châm của huấn luyện viên đấy là chính những lúc mà đau đớn nhất thì hãy vui vẻ, hãy lạc quan lên. Đấy. Vậy thì ở đây các bạn thấy này, ở đây là kara là vì đúng không? Vậy thì đây là nguyên nhân mà vậy là vì. Vậy thì ở đây các bạn thấy là chính những khi mà gì nhỉ? Chính những khi mà đau đớn nhất, đau khổ nhất ấy, thì phải lạc quan. Vậy thì ở đây nguyên nhân mà biểu cảm người ta lạc quan đúng không nhỉ? Như vậy đằng trước cái đây phải là hai, là Akari. Chúng ta sẽ cho Akari trước đây. Mà Akari cũng là một tính từ thì có thể ghép đằng trước danh từ. Đấy, không thể là 4 hay là 3 được. Một có thể được nhá. Đấy, nhưng mà nó sẽ không hợp lý bởi vì là cái điều đấy nó sẽ ngược lại. Nó không phải là Kuyashi nữa mà phải là Akari cơ. Tiếp theo này chúng ta có Honto, tức là thực sự bản chất là như thế ấy. Đấy. Vậy thì thực sự bản chất của họ là như nào? Là họ buồn rầu, họ cay cú, hối hận, tiếc nuối đúng không? À như vậy thì đây chúng ta có xếp đây là một. Kuyashi Hazuno no. Đằng sau no đây phải là danh từ là 4 này. Senshu Tachiga. Và cuối cùng là 3. Nazeka. Thứ tự đây nhá. Câu này có nghĩa là những cái vận động viên đúng nhỉ, những cái vận động viên ấy mà chắc chắn là họ sẽ phải thực sự rất là hối hận, rất là cay cú, tiếc nuối bởi vì thua trong trận đấu ấy, tại sao họ lại có một cái biểu cảm vui vẻ, là bởi vì phương châm của huấn luyện viên là như thế. Đấy, chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là một. Thì đối với lại bài đầu sau này xin sẽ nhắc lại là các bạn sẽ phải nắm rất là vững cái gì nhỉ, cái dạng bổ nghĩa cho danh từ, các dạng ngữ pháp đi kèm, cũng như là gì đây, cái việc dịch câu đúng nhỉ, dịch câu hiểu ra mường tượng ý nghĩa của câu thì cái việc xếp nó cũng sẽ chính xác hơn. Tiếp theo bài số 9 là bài ngữ pháp trong đoạn văn, chúng ta cùng xem nhé. Thì đối với bài này ấy, như đã nói chúng ta sẽ không có thời gian để đọc toàn bộ và hiểu hết từng câu từng chữ người ta nói, mà các bạn chỉ cần để ý những cái câu mà chứa cái phần phần chỗ trống cần điền thôi. Ví dụ các bạn nhìn này, câu 48. Đây. Motomoto wa kakukate de okonau mono deshita ga setsuden ya chiikyu ondanka taisaku toshite uchimizu no ibento kikaku suru zichitai nado mo. Rồi, chúng ta thấy này, vốn dĩ ấy, đây là cái thứ mà được tiến hành ở các gia đình. Nhưng mà nhá, Zichi Tai là những cái địa phương, những cái khu vực mà đang lên kế hoạch tổ chức những cái sự kiện này ấy, như là một cái biện pháp như là một cái biện pháp tiết kiệm điện, cũng như là một biện pháp gọi là chống cái sự nóng lên toàn cầu, thì những cái địa phương, những cái tổ chức này thì như thế nào, những cái khu vực này như nào, thì 48 này nó có này. Fueta toshimasu, fueta tame desu.
Fuete shimaimasu và fuete iru so desu. Chắc chắn là chúng ta sẽ loại đáp án số 1 bởi vì ta toshimasu là gì nhỉ? Thông thường ấy, dạng thường cộng với toshimasu là người ta đưa ra giả định, giả thuyết về một cái điều gì đó. Ví dụ như là đấy, sai. Tame thì nó phải là quan hệ nhân quả nhé, là bởi vì sai này. Teshimaimasu là gì nhỉ? Là một cái sự việc gì đó mang tính chất tiếc nuối hoặc là một cái sự việc đã hoàn tất. Nhưng mà đây không phải mang tính chất đó. Ở đây đáp án đúng phải là đáp án số 4. Động từ tăng thì rất là hay dùng cái dạng thức tiếp diễn là đang tăng. Và số này là nghe nói. Vốn dĩ trước đây nó là như vậy, nhưng mà nghe nói là bây giờ ấy, hiện tại ấy, là những cái khu vực mà tổ chức những cái sự kiện té nước này cũng đang tăng lên. Do vậy chúng ta phải chọn đáp án đúng là đáp án số 4. Câu 49, các bạn để ý chỗ này này. Uchi mizu o suru to tashika ni suzushiku kanjimashita. Nani nani kibun no mondai dewa nai ka to o tomo omoimashita. Cái 49 nhá. Nó để ở đầu câu mà đằng sau là dấu phẩy thì có thể đoán đây là một câu điền liên từ. Với câu điền liên từ các bạn sẽ phải nắm vững được cái mối quan hệ giữa hai vế trước sau. Ở đây các bạn thấy có vế sau là gì đây? Sau khi mà gì nhỉ? Sau khi mà vẩy nước ấy thì tôi đã cảm thấy thực sự là nó có mát hơn. Đấy. Như vậy là các bạn thấy là người ta đưa ra cái kết quả sau khi vẩy nước là cảm thấy mát. Tôi đã nghĩ là này, liệu rằng đây có phải vấn đề là do cái cảm xúc, cái tâm trạng không? Rõ ràng ở đây là một cái là gì đây nhỉ? Cái việc mát này là cảm nhận thực tế, còn đây lại nói là tâm trạng, vậy thì phải mang một cái gì nhỉ? Một cái ngữ pháp, à xin lỗi, phải là một cái sự kết nối mang tính chất hơi hơi trái ngược. Chúng ta cùng xem này. Tada, có điều là đằng trước là như vậy nhá, nhưng mà người ta đưa ra một cái điều mà người ta không nghĩ đến, không lường trước, bất ngờ. Đáp án đúng ở đây là số 1. Tôi thấy có mát thật đấy. Có điều là liệu rằng có phải là do vấn đề cảm xúc, tâm trạng mình thấy thế chứ không phải là thực sự nó thế hay không? Số đây nhị là thêm vào đó hơn nữa, nối quan hệ nhân, nối quan hệ liệt kê, không phải. Sumari là tức là có nghĩa là được dùng để giải thích, tóm ý, không phải. Sore dokoro ka là đâu phải thế, sai. Tiếp theo câu 50 các bạn xem này. Mizu wa kitai ni naru toki ni shuui no netsu o kyushu shimasu. Nước khi nó chuyển thành thể khí ấy thì nó sẽ hấp thu nhiệt xung quanh. Mizu o maita tokoro no jimen no netsu wa kitai to issho ni nigete iki kion ga. Cái nhiệt ở trên mặt đất cái lúc mà vẩy nước ấy nó sẽ thoát ra cùng, nó sẽ đi cùng với lại cái hơi nước, nên là nhiệt độ, à vậy thì đây là giải thích đúng không, đang dùng là giải thích, vì như thế này cho nên là nhiệt độ nó giảm. Như vậy một này, sagaru tokoro desu, không phải ngữ pháp tokoro nhá. Sagaru ippo desu là một mặt, mặt khác thì cũng không phải luôn. Đáp đúng của chúng ta phải là đáp số 3. Toyuwake có nghĩa là thành ra là như vậy, người ta giải thích một cái cơ chế, một cái lập luận mang tính logic, vì như thế nên thành ra kết quả là vậy, phải là đáp án số 3. Sagaru koto ga arimashita là gì? Ngữ pháp ru koto ga atta là không có cái này. Loại. Tiếp theo câu 51. Chúng ta xem này. Watashi ga sanka shita ibento mo yugata kara datta no de なぜだろうと思っていましたが、何々あったのだとして、なるほどと思いました。Tôi ấy, bởi vì là gì đây? Bởi vì cái sự kiện mà tôi tham gia bởi vì là cũng từ buổi chiều tối. Do vậy là tôi đang nghĩ là tại sao lại thế? Nhưng mà khi biết được có, đúng không nhỉ? Cho nên là tôi nghĩ à ra là thế. Vậy 51 là điền cái gì nhá? Aru hiyu ga. Sono yona riyu ga dono riyu mo và anna riyu mo. Rồi đây các bạn quan sát, ở trên này người ta đưa ra lý do. Uchimizu no kouka o jubun ni eru ni wa asa kara yugata ni hikage ni maku koto mo poento no yo desu. Để gì nhỉ? Để nhận được hiệu quả tối đa của cái việc té nước ấy,
thì có vẻ như là cái điểm quan trọng đấy là vẩy nước ở cái chỗ có bóng râm từ sáng cho đến chiều tối. Đấy. Với cái việc làm như vậy thì nước nó sẽ không bay hơi ngay lập tức và nó duy trì được một cái trạng thái là nhiệt độ giảm, nhiệt độ thấp. À, như vậy là người ta đang giải thích được cái nguyên nhân lý do rồi đúng không? Đấy. Vậy thì là một cái đã xác định thì không thể là aru ryu được. Dono ryu mo là lý do nào cũng, ở đây chỉ có một lý do, như vậy không thể là dono ryu mo được. Dono ryu mo tadashi, lý do nào cũng đúng thì được, chứ không phải là đi với lại ata đằng sau. Ở đây là lý do đã nói phía trước và đằng sau nhắc lại thì sẽ dùng sono nhá, đúng sẽ là 2. Sono yona ryu ga ata no kato. Shite có nghĩa là à biết là có cái lý do như thế. Anna là như thế kia, không phải. Tiếp theo này, câu cuối cùng. Uchimizu no kouka wa kagakuteki ni setsumei dekiru mono deshita. Cái hiệu quả của việc té nước ấy là cái thứ mà có thể chứng minh được bằng khoa học. Dakara mukashi kara ima made uchimizu no bunka ga tsuzuite iru no da to. Vì thế này, cái văn hóa té nước từ xưa đến nay ấy nó vẫn đang tiếp diễn. Câu 52 sẽ phải điền natoku saserare mashita, natoku shita no desho, natoku sasete hoshii katta desu, natoku shite moraemashita. Thì đối với lại những cái động từ mang tính chất nhận thức ấy, thì khi mà chúng ta có được nhận thức đó bởi một cái nguyên nhân gì đấy thì mình sẽ phải dùng thể sai khiến bị động, đúng nhỉ? Đấy. Như vậy đáp án đúng phải là số 1. Làm cho tôi nhận thức được điều đó, làm cho tôi hiểu được điều đó. Không thể dùng no de sho, có lẽ này. Rồi thì tehoshi kata, tehoshi là muốn ai đó cho mình làm gì. Nhưng mà đây là cái việc mà thấu hiểu này thì không thể là xin ai đó cho mình thấu hiểu được. Temoraimashita là mình nhận được cái việc thấu hiểu từ ai đó. Đây là bản thân mình nhá. Thì phải dùng là đáp án số 1. Ngoài cái động từ này còn có thể có một số động từ khác như là kangaeru. Cũng dùng là kangae saseraremashita. Đấy, vân vân. Thì cho các bạn sẽ phải chọn đáp án như vậy. Thì đối với bài này ấy, thường là sẽ là cái bài khó nhất trong phần ngữ pháp. Thì các bạn, nói chung các bạn tùy, các bạn căn cứ vào cái hoàn cảnh cũng như thời gian của bản thân lúc đi thi để các bạn làm cho hợp lý, đúng không nhỉ? Đấy. Thì đừng có dành nhiều thời gian cho bài này nhé. Bởi vì là bài này mặc dù nó dài như một bài trung văn, thế nhưng mà cái điểm nó cũng chỉ có 5 điểm thôi. Cho nên là không dành quá nhiều thời gian cho nó, nếu không sẽ mất, sẽ rất là lãng phí thời gian. Thì trước khi mà kết thúc bài học chữa bài hôm nay thì CC sẽ dịch qua một chút về cái bài này cho các bạn. Dù sao nó cũng là những cái kiến thức rất là bổ ích. Phần lớn đã dịch rồi nhưng mà có một số cái mà chưa dịch thì CC sẽ dịch nốt nhé. Đây là một bài viết của một du học sinh này về cái Uchimizu là cái việc té nước. Đây là tên của bạn ấy. Robatsu Aden. Natsuyasumi ni tomodachi ni sasowarete Uchimizu no ibento ni sanga shimashita. Vào kỳ nghỉ hè ấy, thì tôi đã được bạn tôi rủ và tôi đã tham gia vào một cái sự kiện té nước. Watashi wa sono toki hajimete Uchimizu toyu mono shirimashita. Lúc đấy ấy, là lần đầu tiên tôi biết đến cái thứ gọi là té nước. Uchimizu wa atsusa taisaku toshite doro ya niwa genkan saki nado ni mizu o maku toyu Nihon ni mukashi kara tsutawaru seikatsu no chie desu. Cái việc té nước ấy là một trong những cái kiến thức cuộc sống, một cái trí tuệ, một cái tri thức trong đời sống mà được truyền tải đến Nhật từ ngày xưa. Đấy là tri thức, đấy là té nước, vẩy nước vào những cái nơi như là đường này, rồi thì vườn sân, rồi thì cái chỗ khu vực lối vào, như là một cái biện pháp chống nóng. Thực ra ở Việt Nam mình cũng có cái này. Motomoto ngày xưa ấy, vốn dĩ đây là một cái thứ mà được tiến hành ở trong các gia đình. Thế nhưng mà đây chúng ta sẽ điền luôn những từ mà đã điền được, đã chọn được vào đây nhá. Fuete iru so desu. Ngày xưa ấy, nó là cái thứ vốn dĩ được tiến hành tại các gia đình thôi. Thế nhưng mà nghe nói là bây giờ ấy, đúng nhỉ, cũng đang tăng lên rất là nhiều cái khu vực mà tiến hành những cái hoạt động mà tổ chức cái sự kiện té nước như là một cái biện pháp tiết kiệm điện cũng như là chống sự nóng lên toàn cầu.
Khi mà té nước ấy, thì tôi đã cảm thấy là quả thực là có mát thật. Có điều là này, tôi đã nghĩ là liệu rằng đây có phải là vấn đề do cái tâm trạng, cái cảm xúc của mình không? Uchimizu niyotte risai ni kiyo sagaru no desho ka? Liệu rằng có phải nhiệt độ không khí đã thực sự giảm do chúng ta vẩy nước không? Shirabete mitara uchimizu no kouka o shirabeta jissai kekka o shoukai shiteru kiji ga arimashita. Sau khi thử điều tra, thử tìm hiểu ấy, thì tôi đã thấy có một cái bài phóng sự, một bài viết giới thiệu về cái hiệu quả thực tế đấy, mà họ tìm hiểu về cái hiệu quả của cái việc vẩy nước này. Sono kiji ni yoruto mizu o maeta tokoro no kion ga 2 do sagatta toyukoto deshita. Theo cái bài viết đó ấy, thì nghe nói là cái nhiệt độ không khí ở cái chỗ mà vẩy nước nó giảm 2 độ. Kore wa mizu no seishitsu niyoru mono desu. Đây là cái thứ mà do cái tính chất của nước tạo ra. Mizu wa nước khi mà nó trở thành thể khí thì nó sẽ hấp thu nhiệt xung quanh. Nhiệt mặt đất, cái chỗ mà chúng ta vẩy nước ấy, nó sẽ thoát ra cùng với lại hơi nước. Thành ra là đúng nhỉ? Đây chúng ta điền nốt cái chỗ này vào đây nhá. Bên này là gì nhỉ? Sagaru というわけです. Sagaru. Thành ra là cái nhiệt độ không khí nó giảm. Đấy. Tiếp theo. Shikashi. Jimen no ondo wa mizu ga johatsu shi kita ato mo 1 jikan mo 1 jikan wa sagatta mama datta to mo kakarete imashita. Ngoài ra ấy, cái nhiệt độ của mặt đất, ngay cả khi mà nước đã bay hơi hết ấy, người ta cũng viết là nó vẫn sẽ tiếp tục giảm một tiếng nữa, thêm một tiếng nữa. Tức là khi mà nước bay hơi hết rồi thì cái nhiệt độ chỗ mà vẩy nước thì nó vẫn tiếp tục giảm nhé. Cái điểm mấu chốt đấy là chúng ta sẽ vẩy nước vào những cái chỗ hikage, những cái chỗ mà có bóng râm ấy, từ buổi sáng cho đến buổi chiều tối, để có thể nhận được cái hiệu quả trọn vẹn đầy đủ của cái việc té nước này. Bằng cái việc làm như vậy thì nước nó sẽ không bay hơi ngay lập tức, mà nó duy trì một cái trạng thái là nhiệt độ thấp, nhiệt độ tiếp tục giảm. Bởi vì cái gì nhỉ, cái sự kiện mà tôi đã tham gia nó cũng từ buổi chiều tối, nên là tôi đã nghĩ là tại sao lại thế. Đấy. Thế nhưng mà sau khi biết được là có cái lý do như thế, sono yona diyu ga, cho nên là tôi đã vỡ ra, naruhodo to omimashita, tôi đã vỡ ra, ra là thế. Hiệu quả của cái việc té nước, vẩy nước ấy là cái thứ mà có thể chứng minh được bằng khoa học. Chính vì vậy nó đã khiến cho tôi chấp nhận rằng, đúng nhỉ, cái văn hóa té nước từ xưa đến nay ấy, nó sẽ vẫn luôn luôn tiếp tục. Natoku sase raremashita. Thì đấy là cái phần chữa bài của chúng ta nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài sắp tới. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chữa đề thi JPT.